Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Taliban. Chắc quý vị cũng đã còn nhớ Dương Đài nói rằng Taliban tức là sản phẩm của độc tài của Cộng sản, cho nên nó đi theo đúng đường lối của Tập Cận Bình. Có nghĩa là nó muốn tiêu diệt người dân, nó muốn người dân phải trở thành nạn nhân và không được có võ khí. Thì bản tin mới nhất chúng tôi mới nhận được của ông Thế gửi cho tôi là Taliban kêu gọi thường dân Afghan phải giao nộp súng đạn trong vòng 1 tuần lễ. Quý vị thấy chưa? Cho nên ở Hoa Kỳ, nếu mà những cái người mà nó chủ trương là lấy vũ khí của dân chúng, bỏ cái loại tù chính án thứ hai, đó là đường lối của thằng Tập Cận Bình. Vì người dân mà có võ khí nó không sợ. Sở dĩ mà Việt Nam 96 triệu người, giờ ở bên Tàu 1.400 triệu người sợ Tàu Cộng là vì họ không có vũ khí. Tàu Cộng nó vừa có AK-47, nó vừa có búa liềm. Thành thử ra người dân là trở thành những cái vật chi chi, cá nằm trên thớt. Một phát ngôn viên của Taliban hôm 27 tháng 8 đã loan báo trên Twitter rằng thường dân Afghan, ai mà đang có vũ khí, đạn dược hoặc là phương tiện do chính phủ cũ cấp phát cần phải nộp lại cho chính quyền ngay trong vòng 1 tuần, nếu không sẽ bị trừng trị. Quý vị thấy chưa? Tất cả những ai được cấp võ khí trước đây, thiết bị vũ khí đạn dược thì cần phải giao nộp ngay cho Taliban trong vòng 1 tuần lễ. Đó là lời tuyên bố của tên Jabula Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, viết ở trên Twitter bằng tiếng Afghan. Tên này còn nói thêm rằng thời hạn để giao nộp vũ khí là 1 tuần hoặc là ít hơn. Nếu sau một thời gian đó mà vẫn không trao nộp thì sẽ bị sự trừng trị, chứ nó không gọi là trừng phạt. Người ta trừng phạt nó nhẹ nhàng hơn là trừng trị. Trừng trị có nghĩa là thanh toán. Tên Mujahid còn cho biết là việc giao nộp này là rất cần thiết để nhà chức trách không cần phải truy tố hoặc sử dụng pháp lý với những tên vi phạm nếu mà họ bị phát hiện còn cấp vũ khí sau hạn chót 1 tuần lễ. Tên Taliban này không nói rõ về vấn đề sở hữu vũ khí sẽ bị trừng phạt ra sao, cũng không có nêu rõ kế hoạch tịch thu vũ khí này, mà chỉ cần nói khơi khơi dân chúng mà có võ khí là phải nộp, nếu không sẽ bị trừng trị. Có thế thôi. Cộng sản nó làm việc hay lắm. Vì quý vị biết Taliban là Hồi giáo khủng bố, nó chỉ cần nắm chặt đầu, nó sẽ xích tay 100 tên, đào cái hố, chặt đầu 2-3 tên lăn đùng xuống hố, y như là Việt Cộng mà nó xử tử những người của Huế năm Mậu Thân. Nó dùng dây điện thoại, nó có trói tay tất cả 100 người, thanh niên, già trẻ, đứng ở trên một cái miệng núi, ở dưới là hố núi, gọi là khu đá mài. Nó giết 1-2 tên, 1 tên đầu, 1 tên giữa và 1 tên cuối thì cả lũ rớt xuống hố chết, đập đầu vào đá chết. Đấy là lối giết người của Cộng sản. Thì giờ này Taliban nó cũng thế. Taliban tuyên bố một cách rõ ràng võ khí là của những người của chính phủ Taliban, người dân không có quyền giữ võ khí. Và trong số các võ khí trở để lại của Mỹ quá nhiều dành cho Taliban. Nhiều video và hình ảnh đã được đăng tải rộng rãi trên Internet và đủ loại võ khí mà họ cần phải tịch thu, từ M4 đến M16 hay là AK-47. Quân đội về võ khí của Mỹ để lại cho Taliban có thể trang bị cho 4 sư đoàn mà không hết, trị giá đến 80 tỷ đô la. Và từ năm 2003 đến 2016, Mỹ đã chuyển cho chính phủ Afghan, Bộ Quốc phòng 600.000 vũ khí súng ống, 76.000 phương tiện máy truyền tin và các loại máy nhắm, 163.000 thiết bị về vấn đề phi cơ không người lái, phi cơ người lái trực thăng, Trong đó có 208 máy bay đời mới nhất để giám sát, trinh sát võ anh Tạc. Taliban đã khai thiết rằng rất nhiều võ khí từ năm 2019 đến bây giờ vẫn còn cung cấp cho lực lượng võ trang, gồm có đây loại xe mới nhất 4.702 xe Humvee. Mà quý vị biết xe Humvee trị giá một chiếc là 150.000 đô la đến 200.000 đô la. 2.520 quả bom loại nặng, loại lớn, 1.394 súng phòng không và phóng lựu đạn, 20.000 quả lựu đạn cầm tay và 7.035 khẩu súng máy đại liên 30 và 50. Đây là một trong những cái sự kiện mà quý vị thấy rằng Mỹ cố ý để lại cho Taliban bán cho Tàu và cho Nga. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã bắt đầu hoạt động lại lò phản ứng nguyên tử và thách thức đối với Hoa Kỳ. Đây là theo lệnh của Tập Cận Bình. Trong một báo cáo mới nhất của Ủy ban Nguyên tử năng quốc tế cho thấy là cơ quan nguyên tử năng báo cáo rằng Triều Tiên đã phát động lại một lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động trong nhiều năm qua. Trong 4 năm của Tổng thống Donald Trump, tất cả những lò hoạt động về nguyên tử của Kim Jong-un đều tắt máy. Đến bây giờ bắt đầu tái phát lại. Đây là một trong những nhiều thách thức đối với chính phủ Hoa Kỳ đang mất mặt đối với thế giới và là một loại chính phủ chết nhát. Tờ Wall Street Journal lần đầu tiên đưa tin về báo cáo của Nguyên tử năng quốc tế hôm Chủ nhật vừa qua. Trong đó cho rằng lò phản ứng sản xuất plutonium tại Yongbyon, Triều Tiên đã hoạt động trở lại vào tháng trước. Báo cáo của Cơ quan Nguyên tử Quốc tế giải thích kể từ đầu tháng 7 đã có nhiều dấu hiệu, bao gồm cả việc xả nước làm mát phù hợp với hoạt động của lò phản ứng uranium. Lò phản ứng nguyên tử ở Yongbyon được cho là đã ngừng hoạt động kể từ tháng 12 năm 2018, tức là một năm sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền. Tức là 3 năm nay không làm việc. Báo cáo của Nguyên tử năng quốc tế còn cho biết rằng có nhiều dấu hiệu nguyên tử năng đang sử dụng một phòng thí nghiệm gần đó để loại bỏ plutonium khỏi nhiên liệu hạt nhân. Chính phủ Hoa Kỳ trước đây đã bày tỏ quan tâm đến việc phát động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, nhưng Kim Jong-un đã bác bỏ. Quý vị thấy không? Chứ không phải là ai cũng muốn là nói chuyện là được Kim Jong-un. Hồi trước kia đảng đối lập cứ chê Tổng thống Donald Trump, một vị Tổng thống siêu cường mà đi bắt chước nói chuyện với thằng trẻ con. Nhưng hôm nay chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu để làm sống lại những cái cuộc thảo luận về nguyên tử với Bình Nhưỡng, thì Kim Jong-un đã bác bỏ, bảo rằng Hoa Kỳ chưa đủ tư cách. Vì thế mà chính quyền của Hoa Kỳ đã bày tỏ mắc cỡ và tuyên bố rằng đối với nước Cộng sản chúng ta phải kiên nhẫn. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nguyên tử năng được đưa ra khi phái viên nguyên tử đầu tiên của Hàn Quốc đến Washington DC vào cuối tuần này. Tôi tin rằng chúng ta hiện đang ở thời điểm quan trọng để phát động lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi tin rằng chúng ta hiện đang ở thời điểm quan trọng để phát động lại những cuộc hòa bình bán đảo Triều Tiên, thương thảo. Tức là bây giờ Mỹ nói rằng đây là cái lúc hay nhất để xin hòa đàm với Kim Jong-un. Mặc dù Kim Jong-un đã bác bỏ lần thứ ba và nhiều lần chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao đã gọi điện thoại nhưng Kim Jong-un không tiếp. Quý vị thấy thằng bé nó hay không? Đảng đối lập chê Donald Trump là Tổng thống siêu cường của Hoa Kỳ, nói chuyện với thằng trẻ con. Đến bây giờ nước Mỹ thì yêu cầu để mở lại hòa đàm, thằng trẻ con nó bảo no, no way, còn khuya, bỏ đi tắm. Nhà Ngoại giao Hàn Quốc cho biết là tôi muốn tổ chức các cuộc thảo luận quan trọng và nghiêm túc về vấn đề nguyên tử của Triều Tiên. Và đến giờ này, chính phủ của Bắc Triều Tiên vẫn không có ý kiến. Nó không thèm trả lời có hay là không. Trong khi đó thì việc phát động lại cái lò phản ứng khả năng đang hoạt động một cách tích cực và bằng mọi trình độ để có thể sản xuất được bom nguyên tử. Ngoài Bắc Triều Tiên cộng sản của Tàu Cộng còn làm eo với Mỹ qua bàn tay của đàn em Taliban ở bên Afghanistan. Và đồng thời đại dịch thì bây giờ Tàu Cộng còn hăm dọa sẽ còn rất nhiều đại dịch. Chẳng hạn chúng ta có Covid-19, rồi đây sẽ có Delta, sẽ có Lambda, sẽ có Cha vân vân. Có nghĩa là nước Mỹ còn phải tốn hàng trăm tỷ đô la nữa để mà giải quyết vấn đề khủng hoảng về Covid-19. Đồng thời làm giàu cho nước Mỹ, những tay tỷ phú sẽ mọc lên như nấm. Các nhà phân tích kinh tế cho biết trong năm 2022 này sẽ có ít nhất là 300 tỷ phú sẽ làm giàu nhờ Covid-19. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.